Nếu để tổ chức một buổi lễ khai giảng theo quy định trong vòng 60 phút thì thật sự đơn giản với thầy cô của trường Xanh Tuệ Đức. Nhưng thầy cô quyết định lựa chọn một cái công việc khó khăn hơn, đó là tổ chức cái hành trình trải nghiệm khai giảng trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9, với mong muốn đem cái buổi lễ khai giảng trở thành một sự kiện để giáo dục về cái chủ đề năm học của sự tỉnh thức, từ những cái chi tiết rất nhỏ cho đến những cái hoạt động tổng thể. Thì đó không phải là sự vất vả, đó không phải là sự khó khăn, thách thức, mà đó chính là cơ hội để được thực hành kết nối yêu thương giữa các thầy cô với nhau, là cơ hội để đem đến những cái giá trị tốt đẹp thông qua giáo dục, là cơ hội để được thực tập tỉnh thức, đem đến cái sự bình an, hạnh phúc hơn cho mỗi người được tham gia trên cái việc chuẩn bị của hành trình này. Trên đây là sơ đồ về sự kiện nào đấy của gia đình và em cảm thấy rất là vui. Em cảm thấy rất là vui ạ, và em đang rất mong chờ vào sự kiện ngày mai ạ. Đó là một món quà để dành tặng cho tất cả các phụ huynh và cũng như các thầy cô của trường luôn ạ. Em muốn gửi đến một thông điệp, đấy là tất cả các phụ huynh và các em học sinh hãy tận hưởng và có mặt trọn vẹn trong những giây phút mà mọi người trải nghiệm trên cái hành trình này ạ. Với bản thân em thì khi mà em được đến trường vào cái ngày nghỉ lễ như này thì bản thân em cũng thấy nó vô cùng là hồi hộp cũng như là phấn khích, khi mà đặc biệt hơn khi mà thấy tất cả mọi người cùng đang chuẩn bị cho cái lễ khai giảng này, thì tự nhiên là mình cảm thấy mình có một chút gì đó là có thể là góp sức để chuẩn bị cho một cái lễ khai giảng mà có thể là tuyệt vời nhất, để sẵn sàng là đón các con vào một năm học mới. Thay mặt tất cả các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường Xanh Tuệ Đức, xin được gửi lời tri ân và biết ơn đến sự có mặt trọn vẹn của quý vị phụ huynh trên hành trình tỉnh thức của năm học 2024-2025 này. Ước mong những giá trị trên hành trình tỉnh thức này sẽ theo mãi với thầy cô, quý vị phụ huynh và các em học sinh, để một năm học của chúng ta được mạnh mẽ hơn trên nền tảng của sự yêu thương, được trưởng thành hơn trên nền tảng của sự hiểu biết và đầy mạnh mẽ. Và cuối cùng, mục đích chính của chúng ta ngoài sự trưởng thành và mạnh mẽ, hiểu biết, còn đó là tình yêu thương
và đem đến hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho tất cả những gì mà mình được tiếp xúc. Ước mong quý vị phụ huynh sẽ đồng hành cùng thầy cô để chúng ta trở thành những người thầy giáo dục con em của chúng ta trưởng thành trong hạnh phúc. Xin trân trọng, biết ơn.